Hello, chào quý vị và các bạn. Chúc cùng buổi sáng và tốt lành. Hôm nay nhà mình đi cái tỉa lúa lên rẫy để giới thiệu cho bạn về cách tỉa rẫy của người dễ. Mời các bạn cùng đồng hành với mình nhé. Rẫy rẫy mình chuẩn bị tỉa ở đây này. Thế thì mình tỉa rẫy ở đây, giới thiệu các bạn cách tỉa của người trẻ. Suối, nhờ cái dòng suối nhỏ này là tưới biết bao nhiêu diện tích ruộng của bà con. Chuối xanh này. Hello, chào mọi người. Ở đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn đây là cái cây mũi nhọn là mình chọc á. Cái đầu này họ làm bằng sắt á. Còn cái này mình làm bằng cây le. Dân dễ ở đây là người ta tỉa lúa, người ta dùng cái này người ta đâm xuống xong rồi nữ bỏ theo sau. Giới thiệu các bạn cách tỉa của người dễ nghe, mời bà cùng đồng hành với mình nhé. Đây là bí mật của người dễ cho các bạn theo dõi chân của mình để biết được cái phần nào về cái phong tục của người dễ. Đây là cách tỉa của người dễ. Cứ chọc theo cái tầm 20 phân cho nó đều. Khi phong tục người dễ, người ta đi tỉa lúa, người nữ theo sau bỏ lúa, là khi mà thả một cái lỗ đã chọc như thế là người ta phải nắm lúa bằng cái ngón tay này, sau đó thì người ta chỉ vào cái lỗ nào thì nó cái ngón trỏ này, đây này, ngón trỏ này, đưa xuống người ta nhắm vào cái lỗ nào thì nó vào cái lỗ đó rất chính xác 100% luôn. Mời các bạn cùng đồng hành với mình nhé. Thấy chuẩn chưa? Người ta chỉ vào cái ngón trỏ vào cái lỗ nào thì nó lọt vào cái lỗ đó, mặc dù cái lỗ rất là nhỏ.
cái chuyên nghiệp của người ta cũng quen rồi. Đó. Quen. Cứ thả xong rồi bắn vào cái lỗ nào, cứ đưa cái ngón trỏ này vào là nó lọt vào cái lỗ đó. Cũng ok luôn. Kính thưa quý vị và các bạn, video kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay, bổ ích và với tính cách giải trí thì các bạn hãy cho mình một like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận để có video mới. Chúc các bạn thành công. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.